Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 7, bộ này cho biết lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine tại Krasny Liman. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk khoảng 30 km về phía đông bắc. Một trung tâm hậu cần quan trọng hiện nằm ở phía sau tiền tuyến. Theo các quan chức Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và phá hủy toàn bộ nhân sự bên trong trụ sở chính, cũng như hai xe chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái, 10 UAV, hơn 300 máy bay không người lái FPV, một thiết bị cột anten và ba xe địa hình. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy cảnh quay trên không của một số ngôi nhà trong khu định cư. Một trong số đó được nhìn thấy bị trúng tên lửa, tạo ra sóng xung kích theo mọi hướng và một luồng khói bốc lên không trung mái của một trong những tòa nhà mà bộ này cho biết là trạm điều khiển máy bay không người lái đã bốc cháy và có thể nhìn thấy một số xe quân sự của Ukraine kéo đến bên cạnh nó. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa siêu thanh Iskander có thể mang theo tải trọng 700 kg lên đến 500 km để tấn công các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả những mục tiêu ở xa tiền tuyến. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa thành công vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi mà họ cho biết là nơi ở của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây. Khoảng 50 người trong số họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ coi quân nhân và thiết bị nước ngoài do Ukraine sử dụng là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow vẫn khẳng định rằng họ chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, chứ không phải dân thường. Kênh military Sumari đưa tin chiến dịch tấn công Pokrov adipka của Nga đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, đẩy lực lượng Kiev rơi vào tình thế tồi tệ nhất. Trong hướng Kubian, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Pichan nơi vào năm và có thể tiến xa hơn về phía Tây sau các cuộc phản công thất bại của Ukraine. Tại phía Tây Kalichivka, quân đội Nga đã giành được thêm lãnh thổ và kiểm soát nhiều vị trí hơn dọc theo các cánh đồng. Giữa Lozovatsky và Progress, nhiều binh sĩ Kiev bị bao vây vì Ban chỉ huy lữ đoàn 31 Ukraine ra lệnh cấm rút lui. Nhiều kênh truyền thông Ukraine đang chỉ trích quyết định này. Ngoài ra, ở phía Tây và phía Nam Progress, quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng và chiếm được nhiều vị trí hơn. Một đoạn video quay cảnh lính Nga dâng cờ ở Novoselivka Persa cho thấy ngôi làng đã thất thủ. Tại Krasnokhorivka, lực lượng Moscow đang tiến về phía Tây và cố gắng bao vây quân Ukraine ở phía Bắc thành phố. Ở Kharkov, lực lượng Kiev đã giành được thêm lãnh thổ ở phía Tây Staritsia, tiến từ phía Tây và phía Nam vào làng theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với Guardian tại vùng Saporizhia được cho là có hơn 90.000 binh sĩ Nga đang tập trung cho cuộc tấn công ở khu vực này. Ngoài ra, nhân lực của Moscow và ở khu vực tác chiến đặc biệt được cho là đã lên tới 520.000 người và có kế hoạch gia tăng gần 700.000 người vào cuối năm nay. Kênh Doka cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Novoselovka Pervaya. Việc chiếm giữ ngôi làng này đã mở đường cho các mũi xung kích Nga đến Selanoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, điều này có thể được ngăn chặn bởi sông Vontia, hay đúng hơn là những cây cầu bắc qua nó có thể bị lực lượng Kiev phá hủy trong khi rút lui. Quân đội Nga từ phía Progress bắt đầu tấn công chia cũng tiếp cận ngôi làng từ Evgenovka. Được biết, quân đồn trú Volchi của Ukraine đã chọn cách rút lui. Quân đội Nga chiếm các vị trí của đối phương ở phía nam Lozovatsky, sau đó băng qua các cánh đồng tiến đến vùng ngoại ô phía nam của Timo Fefka và Ivanovka. Đây là cách lực lượng Moscow và tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn của mình trước cuộc đột phá từ Progress dọc theo tuyến đường sắt đến Selanoye. Theo kênh RIBA, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở vùng Odessa và thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kharkov. Theo hướng Slobozhansky Kharkov, bố cục của tiền tuyến đã được làm rõ ở khu vực Starysia và tại Kliboke, quân đội Nga đã khôi phục quyền kiểm soát ngôi làng. Tại Adyivka, lực lượng Moscow đã treo quốc kỳ ở ngoài ô phía tây Novoselivka Persa, đánh dấu việc chính thức giành quyền kiểm soát ngôi làng này. Ở tay Progress, một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley khác của Ukraine đã bị máy bay không người lái phá hủy. Kênh SGS cho biết lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ đối phương ra vùng ngoại ô phía tây bắc, đồng thời hình thành một vòng vây tới cụm quân Ukraine ở khu trung tâm. Với diễn biến bất lợi nghiêm trọng, rất có thể lực lượng Kiev sẽ phải rút lui ra khỏi thành phố và tái triển khai tuyến phòng thủ dự bị tiếp theo. Khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tính đến 22 giờ ngày 24 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 125 xung đột đã xảy ra trên mặt trận, tình hình căng thẳng các hướng Pokrov, Abdiivka và Kurakov. Đối phương cũng hoạt động khá tích cực ở các hướng Liman, Kramatos và Vremiv. Báo cáo có đoạn, trong vòng 24 giờ qua, đối phương tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 4 tên lửa, 47 cuộc không kích, ném 59 quả bom KAB và sử dụng 550 UAV. Họ cũng tiến hành 3.313 cuộc tấn công bằng các loại khỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản để đuổi các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Sversky, Kramatorsk, Torres, Fremiv, Orekhov và Dnieper. Đội phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi theo hướng Pokrov Avdiivka 27 lần sau cuộc tấn công đang diễn ra. Theo thống kê sơ bộ, Moscow bị tổn thất đáng kể với hơn 200 quân nhân, trong đó có 63 người thiệt mạng. Một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo binh và 9 phương tiện đã bị phá hủy cùng 3 phương tiện bị hư hỏng, báo cáo cho hay. Trên hướng Kurakovsky, đối phương đã xung phong 29 lần, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công, 5 trận đánh đang diễn ra. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Kratnogorovka, Bộ Tổng tham mưu thông tin chi tiết. Ukrainska Pravda đưa tin rằng sáng nay ngày 25 tháng 7, lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên các đường tiếp cận Kiev vào vùng Kiev, đánh chặn cuộc tấn công của UAV Nga. Theo đó, từ trước nửa đêm, các nhóm UAV Nga đã được phát hiện và từ sau 0 giờ liên tục có các cảnh báo cập nhật về vụ tập kích đường không. Cơ quan quân quản Kiev trên Telegram thông báo UAV được phát hiện trong không phận, lực lượng phòng không đang tấn công các mục tiêu. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân trú ẩn cho đến khi kết thúc cảnh báo không kích và tự bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngoài ra, chính quyền yêu cầu sự im lặng thông tin không ghi lại hoặc đăng tải công việc của lực lượng phòng vệ lên mạng vào lúc 3 giờ 43 phút sáng, tức 7 giờ 43 theo giờ Việt Nam, cơ quan chức năng Kiev đã báo cáo về hoạt động của các hệ thống phòng không trên các hướng tiếp cận thủ đô. Kết quả và hậu quả của vụ tấn công đang được làm rõ. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 24 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã nghe báo cáo về việc huấn luyện kiếp chắc thủ và triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Ukraine. Nhà lãnh đạo cho biết đội ngũ của ông đã lập kế hoạch làm việc cho tháng 8. Ông nói, đã có một lịch trình làm việc rõ ràng và các thỏa thuận sơ bộ đã được thực hiện, bao gồm cả các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong mùa bầu cử mới trên thế giới. Ukraina sẽ nhận được mọi thứ cần thiết để tồn tại và đạt được các mục tiêu của mình. Hôm nay đã có một số cuộc gặp, trong đó làm rõ hơn về cả nhiệm vụ và nhu cầu. Có một báo cáo của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Oleg Ivatchenko về những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần và những cơ hội nào Ukraine cần tận dụng. Ông Zelensky nêu chi tiết. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện chi tiết với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về việc đảm bảo các nhiệm vụ quân sự trong tháng này. Chúng tôi đang chuẩn bị tin tức, Hôm nay, tôi cũng đã thảo luận với Tổng tư lệnh Alexander Sinsky có báo cáo về mặt trận và các hoạt động phòng thủ. Đài TSN của Ukraine vào ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Dmitry Likovy, đại diện phát ngôn của nhóm tác chiến Tavia cho biết lực lượng Nga đang tăng cường quân lực ở tỉnh Zaporizhia. Ông Likovy nói, nói tới số lượng quân Nga ở Zaporizhia thì hiện nay có gần 90.000 người và con số này đang tăng lên, trong vòng 3 tuần trở lại đây đã có thêm 2.000 người. Trước đó, Cố vấn Thị trường Mariupol Petro Andriushchenko lưu ý rằng Nga đang ô a tập kết quân về phía Zaporizhia. Việc tái triển khai các đơn vị vũ trang Nga tới Zaporizhia được thực hiện thông qua Bryans và Primovs. Lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Tomac, tức là đến gần tiền tuyến hơn. Xu hướng leo thang chiến tranh đã được ghi nhận trong vài tuần qua. Lực lượng Nga đang tiếp tục nã hỏa lực dày đặc vào Zaporizhia, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa nòng. Theo kênh tin tức Ukrainian Nation News gọi tắt là UNN, vào ngày 23 tháng 7, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phát động tới 463 đợt tấn công vào Zaporizhia, đưa 11 khu định cư tại đây vào tầm ngắm. Bình luận về việc Nga tập kết 90.000 quân ở Zaporizhia, Đài TSN dẫn lời chuyên gia quân sự, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladislav Seleniov nhận định Nga đang có kế hoạch tập trung vào Nam Zaporizhia trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công ở Bắc Kharkiv. Ông Seleniov cho rằng các nỗ lực tấn công ác liệt của Nga có thể sẽ được đẩy mạnh trong vài tháng tới. Vị chuyên gia lưu ý, thời gian gần đây, cư dân ở Mariupol liên tục báo cáo về sự xuất hiện của các tàu quân sự cũng như các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga. Ông Selenyov nói, tôi nghĩ rằng phía Nga đang tích lũy nguồn lực ở đó, tức là Mariupol, và sẽ tìm cách sử dụng những nguồn lực này một cách hợp lý theo hướng Zaporizhia. Ngoài các điểm trên, ông Selenyov cho biết Nga sẽ không ngừng tấn công ở Bắc Kharkiv. Thời gian qua, Nga đã luân chuyển các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 tới khu vực này. Gần đây, Lữ đoàn 155 đã tham chiến ở Kramatos. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 đang chiến đấu ở Nam Kherson cũng được điều động tới Kharkiv. Ông Seleniov nói hiện phía Nga đang điều động thêm nhiều đơn vị trực thuộc quân đoàn 44 tới khu vực đó, tức là Bắc Kharkiv. Các đơn vị này gần đây đã có mặt tại Kursk. Lập trường của ông Putin về việc thiết lập một vùng đệm ở biên giới Ukraine vẫn không thay đổi. Quân đội Nga đang liên tiếp được luân chuyển tới đây bất chấp tổn thất. Đài TSN của Ukraine vào ngày 23 tháng 7 dẫn lời ông Dmitry Likovic, đại diện phát ngôn của nhóm tác chiến Tavia cho biết lực lượng Nga đang tăng cường quân lực ở tỉnh Zaporizhia. Ông Likovi nói, nói tới số lượng quân Nga ở Zaporizhia thì hiện nay có gần 90.000 người và con số này đang tăng lên trong vòng 3 tuần trở lại đây đã có thêm 2.000 người. Trước đó, Cố vấn Thị trường Mariupol Petro Andriushchenko lưu ý rằng Nga đang ô a tập kết quân về phía Zaporizhia. Việc tái triển khai các đơn vị vũ trang Nga tới Zaporizhia được thực hiện thông qua Bryans và Primovs. Lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Tomac, tức là đến gần tiền tuyến hơn. Xu hướng leo thang chiến tranh đã được ghi nhận trong vài tuần qua. Lực lượng Nga đang tiếp tục nã hỏa lực dày đặc vào Zaporizhia, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa nòng. Theo kênh tin tức Ukrainian Nation News, gọi tắt là UNN, vào ngày 23 tháng 7, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phát động tới 463 đợt tấn công vào Zaporizhia, đưa 11 khu định cư tại đây vào tầm ngắm. Bình luận về việc Nga tập kết 90.000 quân ở Zaporizhia, đài TSN dẫn lời chuyên gia quân sự, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladislav Seleniov nhận định Nga đang có kế hoạch tập trung vào Nam Zaporizhia trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công ở Bắc Kharkiv. Ông Seleniov cho rằng các nỗ lực tấn công ác liệt của Nga có thể sẽ được đẩy mạnh trong vài tháng tới. Vị chuyên gia lưu ý, thời gian gần đây, cư dân ở Mariupol liên tục báo cáo về sự xuất hiện của các tàu quân sự cũng như các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga. Ông Selenyov nói, tôi nghĩ rằng phía Nga đang tích lũy nguồn lực ở đó, tức là Mariupol, và sẽ tìm cách sử dụng những nguồn lực này một cách hợp lý theo hướng Zaporizhia. Ngoài các điểm trên, ông Selenyov cho biết Nga sẽ không ngừng tấn công ở Bắc Kharkiv Thời gian qua, nga đã luân chuyển các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 tới khu vực này. Gần đây, Lữ đoàn 155 đã tham chiến ở Kramatorsk. Các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 đang chiến đấu ở Nam Krasn cũng được điều động tới Kharkiv. Ông Seleniop nói, hiện phía nga đang điều động thêm nhiều đơn vị trực thuộc Quân đoàn 44 tới khu vực đó, tức là Bắc Kharkiv. Các đơn vị này gần đây đã có mặt tại Kursk. Lập trường của ông Putin về việc thiết lập một vùng đệm ở biên giới Ukraine vẫn không thay đổi. Quân đội Nga đang liên tiếp được luân chuyển tới đây, bất chấp tổn thất. Ngoài tập kết một lượng lớn quân, trong thời gian qua, Nga đã thử nghiệm các chiến thuật mới theo hướng Zaporizhia. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Natalia Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết, phía Nga đã phân tán lực lượng giữa các khu định cư Robotin và Verbove đều thuộc vùng Zaporizhia để đo lường sức mạnh phòng thủ của Ukraine. Bên cạnh đó, tại Zaporizhia, Nga đang áp dụng một chiến thuật được giới truyền thông gọi là phòng thủ đàn hồi hay phòng thủ theo vị trí. Trong đó, các vị trí chiến đấu được phòng thủ kỹ lưỡng với các vành đai mìn và chướng ngại vật dày đặc, đồng thời có pháo binh yểm trợ. Theo học thuyết của Nga, chiến thuật phòng thủ theo vị trí được thiết lập để gây ra tổn thất tối đa cho đối phương bằng cách giữ vững các vị trí phòng thủ, đồng thời bảo vệ được các mục tiêu quan trọng. Theo TSN, trong bối cảnh chiến trường có nhiều diễn biến phức tạp, ngay trong ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành một cuộc họp với Tổng tư lệnh Oleksandr Zizky và tham mưu trưởng Anatoly Bahilevich. Trong cuộc họp, ông Zizky và ông Bahilevich đã lần lượt báo cáo về những thay đổi trong tình hình tác chiến, các dự báo, hướng hành động tiếp theo và kế hoạch bố trí nhân sự của các lữ đoàn để tiến hành luân chuyển kịp thời một trong những hướng mà ukraine chú trọng là khả năng tiến hành các đợt tấn công vượt ra bên ngoài giới tuyến với nga ông zelensky cho biết trong một thông báo sau cuộc họp khả năng tấn công vượt ra bên ngoài giới tuyến đang được chú trọng chúng tôi đã phân tích hiệu quả các loại máy bay không người lái và chiến thuật của quân đội nga trong việc sử dụng phương tiện này các vấn đề liên quan tới năng lực tác chiến điện tử của ukraine và các phương tiện đối phó máy bay không người lái cũng được đưa ra thảo luận Vùng Zaporizhia là trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine, nổi tiếng với các ngành công nghiệp nặng như sản xuất thép, nhôm, động cơ máy bay và ô tô. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm gần thành phố Inhoda là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Trong cuộc xung đột hiện tại với Nga, Zaporizhia có vị trí chiến lược quan trọng. Việc kiểm soát khu vực này sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình quân sự và kinh tế của Ukraine. Ngày 21 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã tấn công hai cuộc tập trung quân của lực lượng vũ trang Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích và cho biết đã vô hiệu hóa 240 binh sĩ Ukraine và hơn 60 thiết bị. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander M đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa theo nhóm nhằm vào hai đội quân, có cả, cả binh sĩ và thiết bị quân sự của lữ đoàn cơ giới số 41 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở gần Bavenkovo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo Bộ Quốc phòng nga, các thiết bị bị phá hủy bao gồm 14 xe bọc thép Makpro do Mỹ sản xuất, 10 xe chiến đấu bọc thép Senato do Canada sản xuất, 7 xe bọc thép chở quân, 2 xe chính sát chiến đấu, 5 xe cứu hộ bọc thép và hơn 20 xe tải. Việc xe bọc thép Mark Pro bị phá hủy trên chiến trường nhận được sự chú ý của truyền thông bởi loại xe này rất được kỳ vọng khi bị cung cấp cho Ukraine. Max Pro được thiết kế bởi công ty Navista International của Mỹ, hợp tác với công ty Blasan của Israel. Xe có tổng trọng lượng 18,65 tấn, bề rộng 2,51 m và chiều cao là 2,92 m. Max Pro sử dụng khung gầm xe tải International Workstar 7000, trang bị động cơ V6 MaxForce D9 3I6 I6 dung tích 9,3 lít Công suất 375 mã lực cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa là 105 km h tầm hoạt động 600 km. Tên lửa Iskander-M của Nga có tầm bắn gần 500 km. Nó có thể được trang bị nhiều đầu đạn thông thường khác nhau, bao gồm đầu đạn chùm, đầu đạn nổ tăng cường nhiên liệu không khí, đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn xuyên đất để phá bong kè và thiết bị xung điện tử cho nhiệm vụ chống radar. Tên lửa Iskander M có khả năng cơ động cao được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quan tính hỗ trợ GLONASS. Nó cũng có thể được trang bị một đầu dò quang học với hệ thống tương quan diện tích lập bản đồ số hóa để dẫn đường đầu cuối. Nga đã tăng sản lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 2 năm. Trong những năm gần đây, quân đội Nga bắt đầu dựa nhiều hơn vào các loại tên lửa Iskander-M để nhanh chóng tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Ukraine cũng như các địa điểm tập trung quân của lực lượng Kiev. Ngày 21 tháng 7, TASS thông tin theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã kiểm soát Rozoka ở Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng Petronoye-Nitny ở khu vực Kharkov trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của cụm quân phía Tây đã kiểm soát khu định cư Rostovka ở Cộng hòa Nhân dân Lugang tự xưng và Petchandoye ở vùng Kharkov, đồng thời chiếm giữ các tuyến phòng thủ và vị trí có lợi hơn. Đồng thời, trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc cụm quân phía Đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của năm lữ đoàn Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Đông của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật, đánh bại nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 72, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 58 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 120, Lữ đoàn 17 và 21 của Vệ binh quốc gia tại các khu vực định cư Oktias, Vodyanoye, Novosenka, Krejcikovka, Yadonoye và Stefoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các đơn vị của quân đội Nga cũng đã đẩy lùi một cuộc phản công của lữ đoàn phòng thủ trên bộ số 102. Trên mặt trận, tình hình hiện rất căng thẳng ở nhiều nơi khi Nga đẩy mạnh tấn công. Kênh Military Samarit đưa tin, dọc theo biên giới Kharkov, lực lượng Kiev giành lại được phần lớn ngôi làng Sotnitsky-Kozachov. Tuy nhiên, ở Lipsy, họ được cho là đã từ bỏ các vị trí của họ ở Gliboke, lùi về các vị trí phòng thủ ở phía nam ngôi làng. Trong khi đó, tại Sarysia, đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine đang tiến về phía tây nam ngôi làng, kiểm soát những vị trí đầu tiên. Về phía Kyupyaz, các nguồn tin của Nga cho rằng lưu lượng của họ đã kiểm soát hoàn toàn làng Sinkipka, nhưng điều này chưa thể được xác nhận độc lập. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow đã giành được nhiều ngôi nhà dân sự hơn ở Pipnikne, phía đông các tòa nhà cao tầng, Tại New York, đoạn phim định vị địa lý cho thấy quân đội Nga kiểm soát hầu hết quận Petrov Kazakoda. Trên mặt trận Abdipka, ở phía tây Progress, lực lượng Moscow đã xâm nhập nhiều vị trí, dọc theo cánh đồng. Cùng với đó, các cuộc tấn công vào làng Vopche đang bắt đầu từ phía bắc. Một đoạn video do UAV Ukraine ghi lại cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực phía nam của Novoselipka, Persa. Kiev đang rút lui. Tại Krasnogorivka, đoạn phim được định vị địa lý cho thấy quân đội Nga cũng đã giành được các ngôi nhà dân sự ở phía đông, tiếp tục tiến xa hơn về phía bắc. Theo kênh Tidovka, lực lượng Moscow hầu như đã kiểm soát hoàn toàn Krasnogorivka, đang tiến tới Kudakovo. Cụ thể, các đơn vị của họ đã kiểm soát khu vực công viên cũng như là khu vực tư nhân lân cận nhận thấy tình hình thực tế rất nghiêm trọng là nguy cơ bị bao vây ukraine bắt đầu rút lui khỏi thành phố rời khỏi vùng ngoại ô ở phía tây quân đội ukraine nắm giữ một dãy nhà hẹp ở phía bắc grasnogorivka và trang trại quốc gia lenin liền kề rất có thể ở đây cũng vậy sau những trận tập kích của đối phương họ sẽ sớm rút lui từ những động thái trên có thể thấy rõ rằng quân đội ukraine đang rút lực lượng đồn trú trong thành phố về tuyến phòng thủ dự bị nhiều khả năng họ đã lên kế hoạch thiết lập sử dụng hệ thống công sự ngay sát Maximi Yanovka. Từ ngôi làng này chỉ vài km là đến Kurakovo, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã chủ động tiếp cận nơi này và trước khi kết thúc trận chiến giành Krasnogorivka, họ tiến vào Maximi Yanovka, chiếm khoảng một phần tư ngôi làng. Theo kênh Tiba, trong ngày qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở khu vực Sumy Kharkov, trong khi ở khu vực Mykolaiv, sân bay Vodnesen bị tấn công. Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV khác trên bán đảo Crimea và tại vùng Krasnodar, họ đã tấn công một chiếc phà đường sắt ở cảng Kapka. Trên trục Kupiansk, Svatove sau một thời gian dài tạm dừng đã xuất hiện cảnh quay về nỗ lực của lực lượng Moscow nhằm tiến vào khu vực Sinkipka với lực lượng của các nhóm cơ động nhỏ trên xe máy. Theo hướng Oleksandrivka Kalinovo, lực lượng Kiev đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-25 của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai Manpass tại làng Choiske. Phi công đã nhảy dù thành công và được sơ tán về phía sau. Tại Pokrovsk, Abkhazia, các đơn vị Nga đang chiến đấu để giành một cứ điểm ở Vovdzhivka cũng như trên đường tiếp cận Luhansk. Trong khi xa hơn về phía nam, họ đang tiến vào Novoselivka-Pesa. ở Donetsk, Ukraine cố gắng duy trì quyền kiểm soát phần phía bắc Krassnogorodskaya, trong khi phần lớn thành phố đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Trong vài tuần qua, quân đội Ukraine đã cố gắng tăng viện cho khu vực Kharkov, nhưng việc tích lũy đủ lực lượng và đưa họ vào thế trận ngày càng trở nên khó khăn. Có một số lý do giải thích cho điều này, nhưng tất cả ảnh hưởng chung đến khả năng tiến hành các trận chiến hiệu quả của cụm binh lực này. Trước hết là từ quyết định chính trị ở Kiev, nếu một quyết định cơ bản về việc tiến hành một chiến dịch tương tự như ở Karinki được đưa ra, thì bất kỳ yếu tố nào khác, bao gồm cả tổn thất, có thể xảy ra đều khó có thể buộc chỉ huy Ukraine và ban lãnh đạo nước này nói chung thay đổi quan điểm của họ. Tại thời điểm này, lực lượng Kiev đang cố gắng thăm dò một số khu vực nhất định trong vùng Kharkov trong chuỗi làng từ Tersikunov đến Lipsi. Trang thiết bị quân sự nhân lực đang được tích lũy trong khu vực. Verlykii Bulok, một nhóm tấn công của Ukraine và các lực lượng phối thuộc khác cũng đang được tập trung phần thứ ba của nhóm hội tụ tại khu vực làm Pechenegi, nơi tên lửa Iskander Nga thường xuyên tập kích. Tuy nhiên, nếu Ukraine chỉ tích lũy nhóm này là không đủ. Khó khăn nằm ở chỗ, việc tập trung binh sĩ phương tiện theo bất kỳ hướng nào sẽ chỉ ra rõ ràng khu vực tiềm tàng bị tấn công. Điều này sẽ cho phép lực lượng Moscow chuẩn bị ngăn chặn cuộc tấn công, đồng thời có những nghi ngờ rằng Kiev sẽ có đủ binh lực cho cả hoạt động tấn công hoặc đánh nghi binh. Đối với một hoạt động tấn công lớn, cần đảm bảo nguồn cung cấp ổn định và tất cả các loại hỗ trợ trong mọi hoạt động. Đồng thời, kể từ tháng 5, quân đội Nga đã tấn công các cây cầu ở khu vực Kharkov. Rất có thể, bằng cách này, họ đang tham gia vào các hoạt động định hình, đồng thời làm phức tạp việc điều động lực lượng và quân dự bị của đối phương. Hãy lưu ý rằng trong trường hợp này, chúng ta không nói về việc cô lập khu vực hoạt động, vì các lực lượng của Ukraine đang được tự do tiến vào khu vực Kharkov tình trạng này gây khó khăn cho việc tập trung lực lượng phương tiện nếu không có thì không thể tiến hành cuộc tấn công nào tuy nhiên với áp lực chính trị từ kiev có khả năng quân đội ukraine có thể thực hiện các hành động tấn công ngay cả khi chưa thực sự sẵn sàng Ngoài ra, tình huống như vậy buộc họ phải sử dụng một số tuyến đường hạn chế, khu vực lưu trữ nhiên liệu, dầu bôi trơn, đạn dược vân vân. Điều này giúp Nga dễ dàng phát hiện các khu vực tập trung, trung tâm kiểm soát không lưu, nhà kho, trung tâm hậu cần của đối phương. Những nơi này thỉnh thoảng bị tấn công bởi không quân, tên lửa, pháo binh Nga điều gây tò mò là phần lớn nếu không phải tất cả các cây cầu bắc qua sông volchia cũng như một số cây cầu lớn ở các khu vực lân cận đã bị phá hủy từ lâu điều này thực sự đã tước đi cơ hội tấn công tổng lực dọc theo sông volchia của lực lượng kiev toàn bộ khu vực volchans của mặt trận các đơn vị bộ binh của quân đội ukraine hầu như không có cơ hội sống sót nếu không có sự hỗ trợ cơ giới vấn đề này không thể giải quyết được trong tương lai gần lựa chọn duy nhất hiện có là tổ chức các cuộc tấn công bằng sóng người lè tẻ kết quả đã được biết trước tuy nhiên khả năng các cuộc tấn công này leo thang thành một cuộc tấn công toàn diện dọc mặt trận vẫn là rất thấp Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 23 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua đã xảy ra 99 vụ động độ, trong đó có 22 vụ đang diễn ra. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovs-Abdipka. Họ thực hiện một phần ba tổng số cuộc tấn công ở đó. Báo cáo có đoạn, quân đội Nga đã phóng hai tên lửa, tiến hành 32 cuộc không kích, dùng 48 bom KAB cũng như là 498 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời tiến hành 2.462 cuộc pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupians, Liman, Kramatorsk, Torres, Kurakovsky. Theo hướng Pokrovs-Abdipka, 9 cuộc tấn công của quân đội Nga tiếp tục diễn ra. 24 nỗ lực tiến quân khác của đối phương đã bị chặn lại, báo cáo cho hay. Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hai quân nước này cùng với các đơn vị khác đã gây thiệt hại đáng kể cho chiếc phà Slav Janin của đối phương ở Càng Cấp trong cuộc tấn công vào ngày 23 tháng 7. Báo cáo có đoạn một kết quả khác của hành động phối hợp giữa các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ, chiếc phà của Nga bị hư hại đáng kể ở Càng Cấp Lực lượng Moscow được cho là đã sử dụng chiếc phà để vận chuyển toa tàu, phương tiện, container cho mục đích quân sự. Slavyanin là chuyến phà đường sắt thứ ba và cuối cùng mà Nga có trong khu vực. Trước đó, Thống đốc vùng Krasnodar của Nga Veniamin Kondatyev cho biết sáng ngày 23 tháng 7, phương tiện không người lái của đối phương đã tấn công một tàu phà ở càng Kapka, ca. Một đám cháy bùng phát. Các nhà phân tích của kênh Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, chỉ ra rằng lực lượng phòng vệ có nguy cơ bị bao vây tại Progress ở Donetsk. Báo cáo có đoạn, đối phương đang cố bao vây một phần của nhóm lực lượng phòng vệ tại Progress không có lệnh rút lui. Deep State lưu ý rằng họ đã tiếp cận được với các binh sĩ từ tiểu đoàn 1 và 3 của lữ đoàn độc lập số 31, những người đã chiến đấu trong vòng vây vài ngày qua. Báo cáo chỉ ra rằng phía nam Lozovaskoye, Nga đã hình thành một nút cổ chai và đang cố gắng đến gần Ivanovka nhất có thể. Báo cáo cho biết thêm, tình hình tác chiến và chiến thuật trở nên nguy cấp vào cuối tuần do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh. Lữ đoàn 47 đến ứng cứu đã không thể cầm chân được đối phương có quân số vượt trội hơn. Dipset cho hay các chiến binh của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 31 báo cáo về những rủi ro và hiệu quả có thể xảy ra với ban chỉ huy tiểu đoàn. Tuy nhiên, các chỉ huy muốn các chiến binh tiếp tục chiến đấu trong vòng vây cho đến người lính cuối cùng. Hầu như không có đại đội nào còn nguyên vẹn đội ngũ lãnh đạo bởi vì chỉ huy của họ bị thương hoặc thiệt mạng. Chúng tôi hy vọng rằng quyết định đúng đắn sẽ được đưa ra, điều này sẽ cứu được mạng sống con người để tiếp tục chiến đấu chứ không phải là đổ bộ trong vài giờ về mặt chiến thuật, các binh sĩ khẩn thiết yêu cầu. Dipset cho biết thêm rằng Nga đang xâm nhập vào Volche để tiếp tục các hoạt động tấn công ngôi làng trong ngày. Các nhà phân tích lưu ý rằng những hành động như vậy của đối phương sẽ tạo ra thêm một số vấn đề khó khăn trong việc phòng thủ. Ngoài ra, theo Dipset, quân đội Nga đã giành được làng Pechandoye ở khu vực Donetsk Báo cáo viết, đối phương kiểm soát làng Pechanoye và tiến vào novoselovka Pervaya, gần Volchye và Progress. Hôm 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công một cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở Kharkiv, tỉnh Đông Bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo công bố hình ảnh về vụ tấn công tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander M đã thực hiện một cuộc tấn công vào cứ điểm triển khai tạm thời huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây ở làng Dekachi, vùng Kharkiv. Kết quả là khoảng 50 huấn luyện viên phương Tây thiệt mạng sau vụ tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp những tổn thất trên chiến trường, nhiều cố vấn lính đánh thuê phương Tây vẫn tới Ukraine tham chiến. Quân đội Nga coi họ là mục tiêu cần tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ cuối tháng 2 năm 2022, khoảng 13.000 lính đánh thuê nước ngoài đã tới Ukraine tham chiến, khoảng 6.000 tay súng trong số này bị triệt hạ. Cùng ngày 23 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã kiểm soát làng ivano Derievka, vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị thuộc cánh quân giúp yup đã tác chiến tích cực và kiểm soát làng ivano Derievka, thuộc tỉnh Donetsk và cải thiện vị trí trên chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ chiến đấu, cánh quân Yud đã tấn công các đơn vị thuộc 11 lữ đoàn Ukraine ở các khu vực Kalinin, Venekamensky, Antonovka, Kratnogorovka, Konstantinovka, Zalinyansky và Chasovya đều thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đội phương tổn thất 750 binh sĩ, một xe thiết giáp cố giáp và 6 phương tiện cơ giới. Theo RIA Novosti, làng Ivano nằm bên bờ sông Stagyaya, Volotva, cách Sivers, thành phố thuộc Donetsk, khoảng 8 km về phía đông nam. Bằng việc kiểm soát làng Ivano derivka quân đội Nga có thể tạo trụ đứng và tấn công Sivers từ hướng đông nam. Sivers hiện tại là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của lực lượng Ukraine ở vùng Donetsk. Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố mới từ phía Nga. Hãng tin Reuters Anh ngày 22 tháng 7 dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky cho biết mặt trận Pokrov đang nguy cấp. Lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ nhằm tiến về thị trấn Pokrov, trung tâm hậu cần ở phía đông Ukraine. Giao tranh đang diễn ra ác liệt trên toàn chiến tuyến. Từ mặt trận phía đông, ông Sinsky thông báo lực lượng Nga đang tiếp tục tiến về Pokrov bất chấp tổn thất. Pokrov hiện cách khu vực do Nga nắm quyền kiểm soát khoảng 25 km. Do nằm ở giao lộ giữa các tuyến đường bộ và đường sắt, nên nơi đây đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng cho Ukraine. Ông Sisisky nói, lưu ý rằng các hoạt động chiến đấu tích cực với cường độ khác nhau đang diễn ra dọc theo toàn bộ mặt trận. Lực lượng nga đã tiến hành 177 cuộc tấn công dọc chiến tuyến chỉ trong vòng 24 giờ rừng Pokrov hứng chịu tới 39 cuộc tấn công. Cùng ngày, tờ Ukrainska Pravda Ukraina ngày 22 tháng 7 dẫn thông tin từ tình báo Anh cho hay, hơn 30.000 quân của vệ binh quốc gia Nga, lực lượng quân sự của Liên bang Nga, một cơ quan độc lập báo cáo trực tiếp cho Tổng thống Vladimir Putin đã có mặt tại Ukraina. Theo các nhà phân tích Anh, dường như phần lớn thành viên vệ binh Nga chịu trách nhiệm bảo vệ các vị trí của quân Nga ở khẩu phương, một số đơn vị tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Lực lượng chiến đấu chủ lực của vệ binh Nga là lữ đoàn đặc nhiệm 116, gồm 3 trung đoàn được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Tình báo Anh cho biết, kể từ đầu năm 2024, vệ binh Nga đã tìm cách tăng cường lực lượng bằng cách bổ sung thêm các đơn vị phi chính quy. Tiêu biểu như, vào tháng 5 năm 2024, vệ binh Nga đã kết nạp tiểu đoàn Vostok từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR vào hàng ngũ của mình. Đáng lưu ý, ngoài mặt trận Pokrov, tờ Focus Ukraine ngày 22 tháng 7 dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, trụ sở tại Washington cho biết, lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công trên mặt trận Kharkiv. Các nhà phân tích của ISVK lưu ý rằng, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang tăng cường lực lượng gần các khu định cư Globokoye và Vokchan nhóm tác chiến chiến thuật của Ukraine ở Kharkiv ngày 21 tháng 7 báo cáo rằng lực lượng Nga đã triển khai thêm các nhóm tấn công tăng cường cho lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 155 và sư đoàn súng trường cơ giới số 18. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tập hợp một loạt nhóm xung kích của các trung đoàn súng trường cơ giới. ISVK dự đoán lực lượng Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn ở Kharkiv. Theo trang Top Qua Nga ngày 22 tháng 7, những bước đột phá và các động thái mới của Nga đã buộc bộ chỉ huy quân sự Ukraine phải gấp rút điều chuyển lực lượng dự bị. Tuy nhiên, lực lượng Nga vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh quy mô lớn nhằm vào lực lượng dự bị do Ukraine chuyển tới mặt trận phía đông, loại khỏi vòng chiến đấu nhóm quân dự bị đến Kharkiv và Kramatorsk. Đài Zvezda TV thông báo, lực lượng vũ trang Nga đã khiến Ukraine không còn quân sự bị gần kha kíp, kèm theo đó là đoạn video ghi lại hình ảnh pháo phản lực Kras của Nga chút ồ ạt. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tổn thất mới này của Ukraine. Trước đó, nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezukala đã chỉ trích Tổng tư lệnh Alexander Zizki về việc luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy. Bà Bezukala cho rằng chính điều này đã dẫn tới thất bại nặng nề của Ukraine trên chiến trường. Trang tin Lenta và tờ Rossiyskaya Gazeta (RG) của Nga ngày 21 tháng 7 đưa tin, nga vừa đồng thời đạt hai bước tiến lớn ở mặt trận Donetsk, trong đó có một bước tiến nhanh tới mức lực lượng nga cũng khá bất ngờ. Theo RG, hai tiểu đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây gần làng New York hay New York, huyện Bách Mỗ, tỉnh Donetsk. Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, đây là lực lượng tương đối lớn của Ukraine với quân số lên đến hơn 1.000 người. Đáng lưu ý, không lâu trước khi có thông tin hơn 1.000 lính Ukraine bị vây khám tại New York, trang tin Lenta cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt hai nhóm binh sĩ Ukraine bằng các đợt pháo kích và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Đây là toán quân được Kiev luân chuyển tới New York để làm lực lượng dự bị. Gần thời gian này, một đoạn phim do máy bay không người lái ghi lại còn cho thấy lực lượng Nga đã tiêu diệt một vị trí đóng quân của Ukraine ở New York. Trong đoạn video, lính xung kích Nga lẻn tới gần cửa sổ của một ngôi nhà có các binh sĩ Ukraine bên trong và ném mìn chống tăng vào. Vài giây sau, một vụ nổ xảy ra, phá hủy hoàn toàn căn nhà. Người lính xung kích Nga vẫn còn sống sót nhưng cũng bị chấn động sau vụ nổ. Theo Lanta, các binh sĩ và chỉ huy cấp dưới của Ukraine cho rằng những thiệt hại trên do sự sơ xuất của các lãnh đạo quân đội nước này gây ra đơn vị phòng thủ chủ lực của Ukraine tại New York là tiểu đoàn 206. Ban đầu, quân đội Nga đánh giá lực lượng Ukraine cố thủ dày đặc ở New York và hệ thống phòng thủ của họ rất khó xuyên thủng. Tuy nhiên, trong tháng 6, lực lượng Nga đã phát động thành công một cuộc tấn công và giành được quyền kiểm soát phần phía nam của khu định cư này với sự kháng cự tối thiểu. Ngày 19 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát làng Yuri ở ngoại ô New York. Hai ngày sau, kênh phân tích quân sự Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tiến vào New York và đã giành được một số đường phố mới. Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố thủ trong khu vực các nhà máy, nhưng bị Nga oanh tạc liên tiếp bằng bom SAB-500 hạng nặng. Cuộc chiến giờ đây đang tiếp diễn để giành quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng. Các binh sĩ của tiểu đoàn 206 Ukraine cho rằng đây là một thất bại khác của cấp trên. Trong tháng 7 vừa qua, bộ chỉ huy tiểu đoàn này đã bị chỉ trích gay gắt vì đặt ra những nhiệm vụ bất khả thi và gây lãng phí quân lực một cách thiếu suy nghĩ. Roman Kulik, chỉ huy đại đội 3, tiểu đoàn 206 thừa nhận, thời gian ông dành để chiến đấu với những chỉ huy kém cỏi thậm chí còn nhiều hơn thời gian chiến đấu chống lại lực lượng Nga. Kulik cho rằng thiệt hại mà đại đội của ông phải hứng chịu cho đến thời điểm này đều là do sự thiển cận của cấp trên. Trong khi đó, tại Kiev, các quan chức chính phủ cũng đang đau đầu với thiệt hại của quân đội. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla gần đây đã đổ lỗi cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường. Bà Bezukla cho biết, ông Sinsky đã quyết định luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy. Kết quả của những hành động này là quân đội Nga đã trọng thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Torres và New York. Theo tờ Gazeta Nga, New York được mệnh danh là chìa khóa dẫn tới khu định cư Torres ở Ukraine. Việc mất ngôi làng này có thể gây ra bất lợi lớn cho lực lượng của Kiev. Trước đó, tờ New York Times Mỹ nhận định nếu Ukraine mất cả Torres và New York, thì Nga sẽ có cơ hội gây áp lực lên các thành phố lớn nhất vẫn còn nằm trong kiểm soát của Ukraine tại khu vực này, bao gồm Konstantinovka, Derukovka, Dramatos và Nói cách khác, New York đóng vai trò là quân domino đầu tiên trong chuỗi. Sự sụp đổ của quân này có thể kéo theo các phần còn lại sụp đổ hoàn toàn. Cũng trong ngày 21 tháng 7, RG cho biết các nhóm quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã nhanh chóng rút chạy tại một khu vực pháo đài kiên cố, được ví như phòng tuyến Maginot, nằm giữa các làng Progress và Lovosaskoye, tỉnh Donetsk, mà gần như không cần giao tranh. RG cho hay đối phương đã từ bỏ một thành trì khổng lồ được ví như phòng tuyến Bankinot và bỏ chạy. Sau bước tiến này, lực lượng Nga đang di chuyển về phía Bắc và phía Nam tạo thành một vòng rộng khắp, vây chặt các vị trí của lực lượng Ukraine và san bằng mặt trận. RG cho biết trước đó khu định cư Lozo được đánh giá là một mục tiêu tương đối phức tạp vì các lối tiếp cận ngôi làng được bao quanh bởi vành đai rừng và các công sự được đào sẵn. RG cho hay, nhưng không lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui mặt trận theo hướng Pokrov đang sụp đổ nhanh chóng hơn bao giờ hết trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin BBC Anh tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận tình hình tổn thất của lực lượng Ukraine ông Zelensky nói tôi biết chúng ta mất bao nhiêu người mỗi ngày đây là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi và thật không may tôi thấy những thay đổi này hàng ngày chúng không tích cực chúng không hề nhỏ đi chút nào khi được hỏi Ukraine có thể cầm cự bao lâu với những tổn thất như vậy, ông Zelensky đã tránh đưa ra ước tính cụ thể mà chỉ đề cập đến tầm quan trọng của tinh thần cũng như sự đoàn kết giữa quân đội với người dân. Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đang tiến lên trên khắp các mặt trận, từ Kharkov đến Kherson. Tại Volchans, các mũi xung kích của họ đang tấn công nhiều vị trí của Ukraine ở phía đông thành cổ và cố gắng bảo vệ nó. Theo hướng Kupiaz, quân đội Nga đang chiếm thêm nhiều cánh đồng gần Stepova, Novoselivka. Lực lượng Kiev đang bắt đầu mở rộng và thiết lập thêm các vị trí phòng thủ dọc theo sông Oskin. Lực lượng Moscow đang tiến dọc theo các cánh đồng và tiến tới dìa làng Horihorivka, một phần của cuộc hành quân tới Chashopcha. Về phía Torres, họ đang tiến vài trăm mét theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt là ở Pipdin, Jalitne và Pipnikni. Trong khi đó, tại New York, quân đội Nga tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố và xa hơn về phía Tây tới Oleksandropin. Theo các blogger quân sự Nga, lực lượng Moscow cũng giành được lãnh thổ ở phía Đông, khiến các tiểu đoàn Ukraine gần như bị bao vây, buộc phải rút lui. Tại mặt trận Poprovs Abdiivka, lính Nga được định vị ở phía Tây làng Luzovatsky và đang phát triển mạnh ở Krasnogorivka, các video được định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía bắc thành phố. Sau nhiều tháng không có thông tin gì từ Maximilian Nipka, một đoạn video mới nhất cho thấy quân Nga bất ngờ chiếm được một phần ba ngôi làng. Tiến trình chính xác của họ vẫn chưa được biết do thông tin hạn chế. Kênh MD cho biết trên hướng Torres, lực lượng Moscow bao vây quân đội Ukraine. Cụ thể, sau khi tiến vào New York và chiếm được các cứ điểm gần Atiomove, khoảng cách giữa các vị trí trên hai cánh của Nga giảm xuống còn khoảng 4,7 km. Khoảng cách giữa cứ điểm phía đông New York và các vị trí của Nga tại trung tâm khu định cư là khoảng 3,2 km. Tuyến đường từ các cứ điểm của lực lượng Kiev gần New York đến Nelepipka đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực hoàn toàn của lực lượng Moscow. Một số nguồn tin ước tính rằng có khoảng 2 tiểu đoàn Ukraine bị kẹt trong nồi hầm này với quân số cỡ 1.000 người. Kênh Redoka cũng xác nhận những bước tiến của Nga ở mặt trận này. Cụ thể, tại khu vực trung tâm Torres, lực lượng Moscow chiếm hoàn toàn một dãy nhà cao tầng ở tiểu khu Sevenoye dọc theo các đường Yunos và Noveya và đang tranh giành trung tâm văn hóa. Ngoài ra, các phân đội tấn công tiên phong chiếm lĩnh ở ngoại đô đường Fedorov và Gori Zodubova. Họ cũng đang tiến tới ngã ba Seveni và Dezuba, nơi các binh sĩ Nga tiếp cận một cách có phương pháp tới mỏ Sevenia và bãi thải của nó. Tại Zeleny, lực lượng Moscow sau khi loại bỏ trung tâm phòng thủ của Ukraine trong tòa nhà trường học áp sát mỏ Atium và bãi thải của nó. Điều này xảy ra do đối phương sau khi mất cứ điểm ở mỏ Zutnea đã không còn khả năng ngăn chặn lính xung kích Nga lực lượng Moscow cần phải chiếm bãi thải của mỏ Atium trước khi các đơn vị Ukraine kịp có thời gian củng cố hệ thống công sự phòng thủ. Theo kênh Riba, trong ngày qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu của đối phương ở Binhorod, Denischovsky của vùng Odessa và ở Novopetchivka của vùng Mykolaiv. Đổi lại, Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV hàng loạt khác vào ở vùng Krasnodar và Rostov. Trên trục Oleksandro Kalinovo, giao tranh đang diễn ra ở khu vực đường Jesenin và Ostrovsky ở Nohorod, nơi Kiev đổ bộ lực lượng. Theo hướng Adipka, giao tranh đang diễn ra ở khu vực lozuvaske Volche và Vodvizhenka, phía tây Progress một chiếc xe tăng M1A1SA Abrams khác của Ukraine bị UAV tiêu diệt. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát ở Maximilianica, nắm giữ tới 1 phần 3 ngôi làng. Việc Ukraine mất vị trí ở đây là khá bất ngờ vì lâu nay khu định cư này khá yên tĩnh. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 22 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên chiến trường xảy ra 133 trận đụng độ, quân đội Nga hoạt động tích cực hơn trên hướng Kramatorsk. Tuy nhiên, khu vực nóng nhất vẫn là ở Popros, Abdika. Báo cáo có đoạn, Nga tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine và 71 cuộc không kích, thả 84 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 455 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng hỏa lực khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severs, Kurakhovsky, Odekhov và Dnipro. Theo hướng Kramatov, quân đội Nga trở nên tích cực hơn khi thực hiện 28 cuộc tấn công, trong đó vẫn còn 7 cuộc tấn công đang diễn ra. Tại Tures, đối phương đã xung phong 15 lần. Lực lượng Moscow hoạt động tích cực nhất theo hướng Poprovsk, Abdivka với 38 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công, 9 cuộc vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay. Ukrainska Pravda đưa tin, dạng sáng nay 23 tháng 7, không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ về mối đe dọa tên lửa trên khắp Ukraine do máy bay MiG-31K mang tên lửa siêu vật âm Kizan của Nga cất cánh. Không quân Ukraine thông báo toàn bộ Ukraine có mối đe dọa tên lửa. Việc MiG-31K cất cánh được ghi nhận. Lúc 0 giờ 18, còi báo động không kích bắt đầu vang lên ở các vùng. Lúc 0 giờ 20, lực lượng không quân tuyên bố hủy bỏ mối đe dọa đối với MiG-31K. Ukraineform đưa tin, tại cuộc họp báo ở Brussels sau Hội đồng đối ngoại EU, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách tổ chức hội nghị hòa bình tiếp theo với sự tham gia của Nga, nhưng không theo điều kiện của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông Borrell nói, Tôi tin chắc rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tiếp tục nỗ lực để có hội nghị tiếp theo với sự có mặt của Nga. Điều này tất nhiên là có thật, như những gì chúng tôi đã nói, bước tiếp theo cần có sự tham gia của Nga. Nhưng chúng ta nên hiểu những gì ông Putin đã nói trong chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Orbán tới Moscow như thế nào. Hãy nhìn xem, đây là những điều kiện mà ông Putin đưa ra. Đúng, Tất nhiên, chúng ta phải đặt hy vọng vào hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao, nhưng trên cơ sở nhất định, và đây không phải là cơ sở của nhà lãnh đạo Nga. Ông Borrell cho biết thêm, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine, Dmitry Kuleba, các quan chức châu Âu đã thảo luận về các bước tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Họ nhất trí rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để thu hút sự hiện diện rộng rãi nhất có thể của các đối tác từ khắp nơi trên thế giới đại diện cấp cao EU nói. Hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ đã có kết quả tốt nhưng cần phải cải thiện hơn nữa. Khoảng 90 quốc gia đã đồng ý với tuyên bố cuối cùng của cuộc họp này. Nhưng chúng ta phải tiến xa hơn để chống lại tuyên truyền của Nga, làm rõ và giải thích cho mọi người trên thế giới chính xác những gì đang xảy ra. Chính nước Nga đang thực hiện một cuộc tấn công chống lại Ukraine. Ukraine đang tự vệ và chúng tôi đang giúp họ tự vệ. Ông nhấn mạnh, chúng tôi ủng hộ công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Đây là kế hoạch hòa bình duy nhất ở thành phố này, Brussels. Kế hoạch hòa bình duy nhất mà Liên minh châu Âu ủng hộ. European Pravda dẫn nguồn tin từ TVN24 cho biết, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky trong cuộc gặp với các đồng nghiệp từ Liên minh châu Âu đã yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế mà họ áp đặt đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Ông Sikorsky nhấn mạnh, Tôi đã yêu cầu các bộ trưởng dỡ bỏ các hạn chế quốc gia đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa để Ukraine có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai bằng cách tấn công các máy bay tên lửa hành trình và các sân bay nơi chúng cất cánh. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan, những hành động này là để tự vệ, hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này sẽ giúp bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường. Sau đó, ông nói rằng Ukraine đang dần thay đổi quan điểm của phương Tây về các cuộc tấn công và các mục tiêu quân sự ở hậu phương Nga và đã nhận được tín hiệu tích cực về việc mở rộng cho phép sử dụng vũ khí từ các đồng minh phương Tây. Theo hãng tin RT nga, một máy bay không người lái trinh sát đã phát hiện một hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại làng Novopetrovka, vùng Nikolaev ở Ukraine. Bộ Quốc phòng nga ngày 22 tháng 7 thông báo vị trí này đã bị một tên lửa đạn đạo do hệ thống Iskander mở bắn trúng, đồng thời cho biết hệ thống HIMARS đã bị phá hủy. Đoạn video đã ghi lại vụ nổ do trận tập kích tên lửa của nga gây ra. Quân đội nga đã liên tục săn lùng các vũ khí có giá trị cao của Ukraine, bao gồm HIMARS. Trong vài tuần qua, nhiều hệ thống này đã bị phá hủy. Khi mà S từ lâu đã được Ukraine coi là vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, được sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị của Nga như trung tâm chỉ huy hoặc kho đạn. Tuy nhiên, Moscow và cáo buộc Ukraine thường xuyên sử dụng các hệ thống này để tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm các mục tiêu dân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 6 xác nhận Kiev đã khai hỏa bệ phóng Khimaes đặt ở Kharkov vào Nga, trong khi Mỹ vẫn cấm các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Hỏa thần Khimaes đã được chú trọng khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường vào năm 2022 và khi Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga, đồng thời ngăn cản Moscow và bố trí số lượng lớn đạn dược gần tiền tuyến và duy trì tốc độ bắn cao khi S là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ. Mỗi hệ thống khi S được biên chế kíp vận hành 3 người có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn từ 70-80km tới hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATAC-MS có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 300km phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Trên thực tế, khi mà S đã góp phần giúp Ukraine phản công hiệu quả ở một số khu vực và giúp Ukraine giành lại thành phố chiến lược Kherson mà không bị tổn thất quá nhiều. Hima-S đã phá hủy hệ thống hậu cần tiếp tế kho đạn vũ khí của Nga, làm đà tiến của Moscow và bị chậm lại nhờ những quả rocket dẫn đường chính xác có sức công phá lớn. Nga đã triển khai hàng loạt biện pháp để đối phó với Hima-S, trong đó nổi bật nhất là ứng dụng tác chiến điện tử. Với vị thế là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Nga sở hữu năng lực tác chiến điện tử đáng gờm, khiến các vũ khí này trở thành khắc tinh hàng đầu của Hima-S. Diễn biến này buộc Mỹ và Ukraine phải nhanh chóng tìm cách nâng cao phần mềm của HIMARS để lách qua được nỗ lực gây nhiễu của Nga. Một quan chức lầu năm góc so sánh điều trên với một trò chơi mèo vườn chuột liên tục khi Mỹ-Ukraine tìm cách đối phó hệ thống tác chiến điện tử của Nga, còn Moscow lại tiếp tục cải tiến vũ khí để bắt bài biện pháp của Washington, Kiev. Ngày 22 tháng 7, tờ NBC News dẫn một số nguồn tin rằng mặc dù bà Nancy Pelosi đã thôi chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ gần một năm rưỡi trước, nhưng ảnh hưởng của bà trong nội bộ Đảng Dân Chủ vẫn rất lớn. Và bà Pelosi chính là nhân vật đóng vai trò quan trọng phía sau việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử. Theo các nguồn tin, bà Pelosi đã rất khéo léo và chưa bao giờ công khai kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ cuộc đua. Thay vào đó, bà Pelosi làm việc một cách lặng lẽ và có phương pháp, nói chuyện với nhiều nhà lập pháp cấp cao, các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cũ của bà và mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ thuộc Đảng Dân chủ. Hai nguồn tin cho biết, đối với nhiều nhà lập pháp cấp trung bình trong Đảng Dân chủ đã liên hệ với bà để tìm kiếm sự hướng dẫn, bà Pelosi khuyên họ nên nói nên lương tâm của mình vào ngày 19 tháng 7, 13 thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội đã kêu gọi Tổng thống Biden rời khỏi cuộc đua. Một hạng nghị sĩ Đảng Dân Chủ cho hay, làn sóng kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua vào ngày 19 tháng 7 đều là do bà Nancy làm. Và khi được hỏi mức độ bà Pelosi chịu trách nhiệm đối với việc Tổng thống Biden rút tranh cử, hạng nghị sĩ này nói 50%. Một nguồn tin của Đảng Dân Chủ nói rằng bà Pelosi về mặt chính trị vẫn là nhà lãnh đạo của chúng tôi và dự đoán rằng chỉ có bà ấy và bà ấy mới có thể đảm bảo thành công của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Cũng theo NBC News, một ngày trước khi ông Biden tuyên bố suốt tranh cử, bà Pelosi đã cảnh báo Tổng thống Mỹ trong một cuộc gọi riêng tư rằng ông có thể thua nặng nề trước đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump và có thể khiến Đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Thượng viện cũng như không thể giành lại Hạ viện. Ngày 20 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày, hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm lực lượng Nga đã tấn công hai bệ phóng và một trạm Dada AN-MPQ-65 của hệ thống Patriot SAM, tên lửa đất đối không do Mỹ sản xuất. Quân đội Nga cũng đã tấn công vào các cụm nhân lực và khí tài của lực lượng Ukraine ở 113 khu vực. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không thông tin chính xác thời điểm và địa điểm hệ thống Patriot bị nhắm mục tiêu. Vài ngày trở lại đây, nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội Nga tấn công vào các mục tiêu có giá trị cao của Ukraine được công khai. Đêm ngày 20 tháng 7, truyền thông Ukraine cũng đã đưa tin về các cuộc tấn công của Nga bằng 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 17 máy bay không người lái cảm tử loại Gerdan. Nhiều vụ tấn công được báo cáo ở các vùng Kharkiv, Poltava, Sumy và Chernihiv. Hệ thống Patriot SAM bị phá hủy nói trên có thể ở một trong những khu vực này. Năm ngoái, Ukraine đã nhận được hai hệ thống Patriot và hai bệ phóng từ Đức, một hệ thống khác từ Mỹ, hai bệ phóng bổ sung do Hà Lan tài trợ. Các hệ thống này là sự kết hợp của PAC-2 và PAC-3. Hầu hết các hệ thống này đã bị quân đội Nga làm hư hại hoặc phá hủy. Tư lệnh lực lượng phòng không và tên lửa Nga, Trung tướng Andrei Semyonov đã đưa ra những nhận xét về hiệu suất của hệ thống Patriot ở Ukraine trong một bài báo gần đây. Trong đó, ông nói rằng các hệ thống phòng không này thậm chí còn không thể tự bảo vệ được chính mình. Thế nhưng trong vài tháng qua, chính quyền Kiev vẫn yêu cầu các nước phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot. Đáp lại những yêu cầu này, Mỹ, Đức và Romania, mỗi nước đều hứa sẽ cung cấp một hệ thống trụ Ukraine trong những tháng gần đây. Các quốc gia khác như Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Tây Ban Nha cho biết họ sẽ cung cấp thêm tên lửa. Bên cạnh hệ thống Patriot, HIMARS cũng là mục tiêu giá trị mà quân đội Nga thường xuyên nhắm đến. Những năm căng thẳng đối với hệ thống tên lửa phóng loạt là HIMARS là 2022 và nửa đầu năm 2024. Năm 2022 hóa ra là năm khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine về số lượng hệ thống HIMARS bị phá hủy. Trong thời gian này, 31 trường hợp hư hỏng đã được ghi nhận. Năm sau, tình hình đã phần nào thay đổi khi lực lượng vũ trang Ukraine thay đổi chiến thuật sử dụng HIMARS M270, đồng thời tổ chức lại hoạt động hậu cần quân sự, dẫn đến số lượng tổn thất giảm xuống còn 13 hệ thống. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024, quân đội Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại 21 hệ thống M142, M270, những tổn thất lớn của hệ thống phóng loạt HIMARS được ghi nhận ở khu vực Donetsk và Kharkov, đặc biệt trong khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, có khoảng 25 bệ phóng đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Ở khu vực Kharkov, thiệt hại lên tới 10 hệ thống. Ở vùng Kherson, 4 hệ thống đã bị phá hủy. Tổn thất HIMARS có tác động đáng kể đến khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Các hệ thống này là công cụ quan trọng ở cấp độ chiến thuật và tác chiến, có khả năng tấn công các đơn vị phía sau và các kênh hỗ trợ. Tuy nhiên, tổn thất lớn đã làm giảm hiệu quả tổng thể của việc sử dụng các hệ thống này trên chiến trường. Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc biểu tình và phá hoại đã hoành hành khắp Ukraine trong 4 năm ngày liên tiếp. Mọi người phản đối vì những lý do khác nhau, một số muốn xuất ngũ, một số bức xúc vì bị mất điện trong vài ngày, trong khi người khác thì lại phản đối lệnh động viên khắc nghiệt. Nhưng nghiêm trọng hơn, tình hình trên chiến trường ngày càng tồi tệ đối với lực lượng ép, đặc biệt là tại Donetsk, nhiều đơn vị bị bao vây giữa New York và Golipka. Trong khi đó, tại Abdipka, một số binh sĩ Ukraine đã mở đường máu tháo chạy khỏi vòng vây trên phòng tuyến Progress Lozovatsky. Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow liên tiếp tiến hành các trận tập kích bằng tên lửa, phá hủy hai trạm thông tin và một số kho đạn. Ngoài ra, dạng sáng ngày 21 tháng 7, Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái tầm xa mới. Theo kênh Tirovka, những diễn biến đáng chú ý cuối tuần qua là tại Donetsk, lực lượng Moscow đã chiếm làng Progress và đang tiến vào trung tâm Torez. Trong khi đó, Ukraine phản công ở Volchansk tại Kharkov. Cụ thể, Nga đã đạt được những thành công đáng chú ý trên nhiều mặt trận cùng lúc. Ở mặt trận Kharkov từ Chuhuip trong tuần trước, lực lượng Kiev đã đảo ngược lợi thế ở đông bắc Volchansk, trong khi đó Nga nắm quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng mới ở bắc thành phố. Đầu cầu của Nga đang tiếp tục được mở rộng tại bờ nam. Theo hướng Abdipka, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương khỏi Lozovatsky, đồng thời tiến về Novoselovka 1 bất chấp các đợt phản công của Ukraine. Lực lượng Kiev đã sớm bị buộc phải từ bỏ hoàn toàn ngôi làng này. Trước đó, Nga đã chiếm Progress một cách thần tốc và sẽ sớm kiểm soát làng Volchie. Mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là Zelanie, đây là nơi đặt trụ sở hậu cần và chỉ huy của Ukraine. Tại Torres, lực lượng Moscow tiến vào Derutba. Ở Zeleni, các mũi xung kích đang di chuyển dọc theo hai đường Skolnaya và Maskaya, đồng thời cũng đã chiếm giữ mỏ Zutnaya và các bãi thải của nó. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là tấn công các bãi chứa mỏ Atium. Sau khi chiếm được những điểm cao này, Nga sẽ khống chế tuyến đường giữa New York và phía Nam Torres bằng hỏa lực. Theo kênh Iden, trên thực tế, lực lượng Kiev đang rơi vào tình trạng bị bao vây giữa New York và Golipka. Họ gần như đã hết thời gian và buộc phải rút quân. Như vậy, công sự quan trọng cuối cùng trước khi xung đột toàn diện do Ukraine trấn giữ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Giao tranh ác liệt nổ ra tại mặt trận Kharkov, đặc biệt là ở Volchansk Tại đây, lực lượng Kiev đang nỗ lực đánh bật binh sĩ Nga ra khỏi đầu cầu ở bờ nam Volchia. Họ có thể đạt được điều này nhưng với cái giá là tổn thất to lớn và sẽ cạn nguồn lực. Tuy vậy, lực lượng Moscow vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Kênh thứ ba đưa tin, lực lượng Moscow phóng máy bay không người lái Kedan 2 vào các mục tiêu ở một số khu vực và một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện vào các căn cứ Ukraine ở Pavlodat. Đổi lại, Kiev đã thực hiện những nỗ lực không thành công để tập kích vùng Benkorod và Krem. Các báo cáo từ hướng Kupiansk Svatove cho thấy Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Rozhivka. Các trận chiến cũng được ghi nhận ở khu vực Sinkivka và Petrokaplivka. Trên hướng Bắc Mớt, Atemovs, theo một số thông tin, lực lượng Moscow đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở phía bắc Chasovya và chiếm các trang trại ở phía bắc Kalinove, Kalinovka. Trên trục Oleksandr Kalinovka, Nga đang phát triển một cuộc tấn công ở ngoại ô Dezhenitsk. Tại khu vực Nohoroske, điểm cao 180, đường leninske Poltavska và bãi thải số 1 đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo hướng pokrovsk Nga đang tiến về phía Vodizhenka và phía đông Lozuvatka. Các trận chiến khốc liệt sử dụng UAV và xe bọc thép được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía bắc Novoselivka-Persa. Tại mặt trận Donetsk đã ghi nhận sự hiện diện của các đơn vị Nga ở phía tây Nevensky nhưng khó xác định quy mô tiến công của họ. Ở phía nam, giao tranh tiếp diễn trong nội đô Krasnokorivka, nơi lực lượng Kiev mới đây đã để mất vị trí ở trung tâm thành phố.